Vâng, xin chào toàn thể các bác đồng quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Ở đây thì em đang có mặt tại khu vực Nam Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh để lắp đặt cho quán cà phê Hương 98. Và đây là cấu hình chúng em mang theo, sẽ có một đôi B3 bãi xịn Z212, một chiếc xúc điện BK đó, và một đẩy công suất và mang số M8000 các bác nhé. Và bây giờ xin mời các bác cùng theo chân em lên khu vực phòng trà để chúng ta có thể là setup cũng như là lắp đặt. Và đây là phòng trà các bác này. Đấy, về không gian nó dao động tầm 25 m². 25 m² này thì chúng ta chỉ cần một đôi loa này và một con súc thôi. Chủ quán thiết kế quán rất là đẹp, bắt mắt. Và bây giờ thì chúng em sẽ tiến hành lắp đặt và setup. Vâng, thưa các bác, thì với cái cấu hình đẩy và em lắp cho bộ này là một con vang số Nhật M8000 các bác nhé, và một bộ mic BZ5. Hiện tại thì chúng em chưa có vị trí để treo loa, cho nên là chủ nhà cũng có nói rằng là hẳn cứ đặt ở đây đã. Đấy, còn là chủ nhà sẽ treo sau. Và các bác có thể thấy thì với phòng này thì đôi B3 này nó nệm chắc là phải căng đét các bác ạ. Đó, rất đẹp. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành setup các bác nhé. Đó, hứa hẹn thì sẽ có cái chất âm cực kỳ tuyệt vời. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng lúc giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Còn gì đẹp bằng mình ta xung vầy, cầu mong sao duyên đẹp tôi, ước nguyện chọn cuộc đời là đường mãi mãi gần đây. Anh hai ba bốn năm sáu. Tình yêu đưa vui chi trôi buồn bay theo gió.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.